Để thành công trong kinh doanh với Nuskin, điều quan trọng là những việc anh chị làm phải đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu để những người mới có thể sao chép và nhân rộng. Video này sẽ hướng dẫn anh chị cách phát triển việc kinh doanh với Nuskin dựa trên nguyên tắc cơ bản của Network Marketing là sử dụng sản phẩm, chia sẻ lợi ích sản phẩm với người khác và tìm những người làm giống như mình. Mô hình này đã được đơn giản hóa tối đa để những người mới tham gia có thể áp dụng ngay, sớm có kết quả và quan trọng nhất là dễ sao chép, dễ nhân rộng. Mô hình sao chép như sau. Tháng thứ nhất đến tháng thứ 12, anh chị có thể mua và sử dụng các sản phẩm của Nuskin theo nhu cầu cá nhân mình, có thể là A-Slot R-Square hoặc A-Slot Youth. Tháng thứ nhất, anh chị theo quy trình tự động hàng ngày, chia sẻ lợi ích sản phẩm với nhiều người khác và chọn tối thiểu chỉ một người làm giống như anh chị. Vậy tổng số sẽ là 2 thành viên. Tháng thứ hai, anh chị tiếp tục theo quy trình tự động hàng ngày và chọn thêm một người mới làm giống như anh chị. Đồng thời, người đã được chọn vào tháng thứ nhất cũng làm giống như vậy, có nghĩa là sau tháng thứ hai sẽ có 4 thành viên. Tháng thứ ba, 4 người đều theo quy trình tự động hàng ngày và chọn thêm tối thiểu mỗi người một người mới, thì tổng số sẽ là 8 thành viên. Cứ tiếp tục như vậy, tháng thứ tư là 16 thành viên, tháng thứ năm là 32, thứ sáu là 64, thứ bảy là 128, tháng thứ tám là 256, tháng thứ chín là 512, tháng thứ 10 là 1024, tháng 11 là 2048 và tháng 12 là 4096 thành viên. Hãy hình dung sau một năm, bạn xây dựng một đội ngũ nhà phân phối và người tiêu dùng có thể là 4096 thành viên trong hệ thống. Mỗi người tiêu dùng tối thiểu một sản phẩm độc đáo như A-Slot R-Square hoặc A-Slot Youth và thay thế các sản phẩm đang dùng trong buồng tắm. Tổng trị giá khoảng 200 đô. Hoa hồng tối thiểu Nuskin trả cho nhà phân phối là 5%. Từ các dữ liệu trên, anh chị sẽ tự tính được thu nhập có thể nhận được khi kinh doanh với Nuskin. Xin nhắc lại, đây chỉ là mô hình và tính toán trên lý thuyết cho thấy thu nhập có được là từ mạng lưới của nhiều nhà phân phối và khách hàng thật sự sử dụng sản phẩm và với điều kiện là mọi người đều làm như nhau. Trên thực tế, sẽ có người làm nhiều và người làm ít. Nuskin không đảm bảo mức thu nhập cho nhà phân phối. Mức thu nhập hoàn toàn tùy thuộc vào mục tiêu, sự kiên trì và nỗ lực của mỗi người. Tóm lại, qua mô hình sao chép, anh chị sẽ biết rất rõ thứ nhất, tôi mua và dùng sản phẩm gì. Thứ hai, tôi trả bao nhiêu tiền. Thứ ba, tôi cần có bao nhiêu nhà phân phối mới. Và thứ tư, tôi sẽ nhận được bao nhiêu tiền hoa hồng. Còn bây giờ, để được hướng dẫn chi tiết cách làm, anh chị hãy bấm vào đường link bên dưới để xem video quy trình tự động hàng ngày.